Sự thật sốc, Nga dừng sản xuất loạt Su 57. Quý vị và các bạn thân mến, Nga chưa sản xuất loạt Su 57 Armata bởi vì tự tin tăng T-90, T-72 B3M và tiêm kích Su-35, Su-30SM vẫn đủ sức đối chọi với M1 Abrams và F-22, F-35 của Mỹ. Theo thông tin trong bài viết mới đây xuất hiện lần đầu của The Seeker tại The Uns Review, tác giả bài báo cho biết người Nga giỏi ở khá nhiều thứ nhưng không giỏi ở một số thứ khác. Một trong những điều mà các chính trị gia Nga vẫn còn rất kém là tránh những thảm họa PR mà họ tự gây ra. Hãy nhớ rằng các quan chức Nga đã mắc sai lầm trong toàn bộ chủ đề cung cấp S-300 cho Syria khi đua nhau tung hỏa mù về vấn đề đã sẽ cung cấp hệ thống phòng không tối tân cho Syria, rồi rút cuộc là chẳng có gì xảy ra để cuối cùng người ta nói rằng Nga toàn hứa ảo. Một điều tương tự đang xảy ra một lần nữa nhưng lần này là với việc mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến và đắt tiền mới cho chính quân đội Nga. Chính các quan chức và giới truyền thông Nga đã tiếp tay cho giới truyền thông phương Tây hạ thấp uy tín của vũ khí Nga. Thời gian gần đây chúng ta đã thấy các phương tiện truyền thông Nga đua nhau dẫn tuyên bố của các quan chức nước nhà về việc Nga đang hủy bỏ kế hoạch sản xuất hàng loạt Su 57, hay Nga không thể đủ khả năng sản xuất hàng loạt chiếc xe tăng tối tân nhất T-14 Armata, hoặc sự trừng phạt của Mỹ khiến cho Putin từ bỏ XXXX điền vào chỗ trống với bất kỳ hệ thống vũ khí nào mà bạn muốn là điều thường thấy trên các mặt báo. Thế nhưng sự thật đằng sau những câu chuyện này là như thế nào? Theo tác giả bài báo, điều này là hoàn toàn không có thực. Điều đúng là các quan chức Nga đã quá hăng hái tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ sớm có nhiều hệ thống vũ khí vượt trội hơn bất cứ thứ gì được sản xuất ở phương Tây. Thăng ôi, những quan chức này hiếm khi tự mình đưa ra lời giải thích là các vũ khí này sẽ được triển khai ở đâu, tại sao, vào thời điểm nào và bao nhiêu hệ thống vũ khí này thực sự sẽ được triển khai. Đó là loại thông điệp mơ hồ làm cho thông tin về quân đội Nga như một mớ bồng bông. Ví dụ như Nga triển khai 4 chiếc Su 57 cho Syria được tung hô rầm rộ, tự như loại vũ khí này đã hoàn tất thử nghiệm thực chiến. Thế nhưng sau đó kế hoạch sản xuất hàng loạt dường như đã bị hủy hoặc ít nhất giảm đáng kể số lượng đặt mua, và thời điểm triển khai Su 57 cũng chưa thể xác định được. Thực tế thì đơn giản hơn nhiều so với những thông tin phức tạp mà chúng ta thường bị ghi nhiễu từ các quan chức và giới truyền thông Nga. Và để giải thích những gì đang diễn ra, trước tiên chúng ta cần hiểu sự khác biệt trong mua sắm quân sự giữa phương Tây và Nga. Mục đích phát triển và mua sắm vũ khí hoàn toàn khác nhau. Ở phương Tây, mục tiêu chính của việc mua sắm bất kỳ hệ thống vũ khí nào về bản chất là việc chuyển tiền từ ngân sách của chính phủ sang túi của các ông trùm tư nhân, kiểm soát tổ hợp công nghiệp quân sự, theo phương châm càng nhanh càng nhiều càng tốt. Nói một cách khác, kế hoạch mua sắm vũ khí của phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, không phải là xuất phát từ việc đáp trả các mối đe dọa hay hướng đến nhiệm vụ tiềm năng trong tương lai, mà là lợi nhuận của các trùm tài phiệt trong ngành công nghiệp quốc phòng. Cũng có thể có một số hệ thống vũ khí đắt tiền bị hủy bỏ như là máy bay trực thăng Boeing Sikorsky RAH-66. Nhưng một số thiết bị khác không hề mang tính cấp thiết và kỹ thuật vô cùng yếu kém mà vẫn được tài trợ hàng nghìn tỷ đô la như F-35. Trong khi không có mối đe dọa thực sự nào có đủ khả năng để uy hiếp đến an ninh của Mỹ, thì tình trạng này chỉ có thể được gọi là vô cùng tham nhũng. Nga không phát triển vũ khí theo tiêu chí lấy tấn công làm đầu, bất kể việc nước này có kẻ thù tiềm năng ngay trên hầu hết các đường biên giới của mình, mà ngược lại, chỉ đầu tư phát triển những gì mình cho là cần thiết với yêu cầu nhiệm vụ và đủ để tự bảo vệ trước các mối đe dọa. Điều này có nghĩa là trước khi quân đội Nga quyết định cần mua gấp số lượng ít các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su 57 hoặc siêu tăng T-14 Armata, thì phải xảy ra trường hợp xuất hiện mối đe dọa mà chỉ có Su 57 và T-14 Armata mới có thể chống lại, hoặc ít nhất là Nga hội tụ đủ điều kiện về yếu tố con người, kinh tế hay chiến thuật để sử dụng các hệ thống mới mà không phải suy nghĩ. Trong chiến tranh lạnh, xuất phát từ chiến lược tấn công hiếu chiến của phương Tây và chiến lược phòng thủ hòa bình của Liên Xô, quy tắc chung là Mỹ thường là bên đầu tiên triển khai một công nghệ khả năng mới, còn Liên Xô sẽ nghiên cứu kỹ để hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của Mỹ trước khi phát triển một công nghệ mới, vũ khí mới cùng loại hoặc có khả năng phản đòn. Cái giá phải trả cho phương pháp đó là Liên Xô thường là đi sau Mỹ một bước trong việc triển khai một công nghệ mới. Tất nhiên là vẫn có một số ngoại lệ, ví dụ như là công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nhưng sự đi sau của Liên Xô không đồng nghĩa với sự thụt lùi về công nghệ hoặc quá yếu kém so với Mỹ, mà khoảng cách về công nghệ là rất ngắn, không đủ để Washington tạo ra uy thế áp đảo trước Moscow. Thế nhưng ưu điểm chính của quy tắc này đối với Liên Xô là hệ thống vũ khí của họ thường được phát triển hoàn chỉnh với công nghệ hết sức thành thục, có những khía cạnh vượt trội hơn phương Tây hoặc khắc chế hoàn toàn vũ khí phương Tây, nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều lần.
Một ví dụ điển hình về quy tắc này là sự phát triển tiêm kích đa năng Sukhoi Su-27 để đáp trả với sự phát triển của Hoa Kỳ với dòng chiến đấu cơ F-15 hoặc sự phát triển của tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Aquila để đáp ứng với SSN lớp Los Angeles của Mỹ. Như vậy, việc Nga phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 sau Mỹ không phải là do quá yếu kém về công nghệ mà là một chiến lược khôn ngoan có từ thời Liên Xô. Để hoàn thiện nhanh hơn về công nghệ, trong bối cảnh Moscow hoàn toàn tự tin là Su-35 vẫn đủ sức đối phó với các chiến đấu cơ hiện đại nhất của phương Tây, không để không quân Nga bị lép vế. Và do đó, sau khi chính thức được biên chế, Su-57 chắc chắn sẽ vượt trội về công nghệ so với F-22 và F-35. Thế nhưng, Nga vẫn quyết định không sản xuất ồ ạt mà có cân nhắc đến các nguy cơ đe dọa, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng ngân sách. Việc sản xuất hàng loạt vũ khí mới phải xuất phát từ những mối đe dọa mà Sukhoi Su-57 hoặc T-14 Armata được cho là phải ra đời gấp để đối phó. Theo logic, mối đe dọa này sẽ là sự uy hiếp vô cùng lớn mà những chiếc Su-35 hiện đại hoặc T-72, 80, 90 hiện đại không thể chống cự được. Các mối đe dọa như vậy có thể được xác định không? Có thể là có cả ở phương Tây và có thể cũng ở phương Đông cũng có, đó là Trung Quốc. Nhưng liệu có nguy cơ nào lớn đến mức độ là phải triển khai hàng loạt Su-57 và T-14 Armata hay không? Điều này là hoàn toàn không. Ví dụ như hướng chiến lược duy nhất, trong đó có việc triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực MBT, T-14 Armata sẽ có nghĩa là phía Tây, đặc biệt là cho tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 và chiến đấu với các nước NATO trong trường hợp chiến tranh. Và ngay cả trong trường hợp này, sự kết hợp tối ưu của MBT cũ và mới hình thành xương sống cho lục quân Nga sẽ có ý nghĩa hơn là việc thay thế tất cả các MBT hiện tại bằng T-14. Điều này đặc biệt đúng nếu như mà T-14 Armata chỉ toàn được lắp pháo siêu lớn 152mm như những phiên bản từng được triển khai. Sự kết hợp giữa pháo hạng nặng, hạng trung sẽ là sự bổ sung quý báu cho nhau. Việc triển khai T-14 Armata ở phía Bắc hoặc là Đông Nga sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả vì không có quốc gia nào trong những hướng này có số lượng xe tăng vượt trội so với Nga hoặc xe tăng có vỏ giáp dài hơn, hiện đại hơn T-90 kể cả Trung Quốc. Đối với biên giới phía Nam giáp với Trung Quốc, tình hình cũng không đến mức độ căng thẳng. Đồng thời, mối đe dọa quân sự cũng không thể lớn hơn so với NATO. Do đó, việc đặt mua T-14 Armata có hạn là chính xác. Sự kết hợp giữa ba dòng tăng là T-14 Armata, T-90S, T-72B3 nhựa biên giới phía Tây cũng là một điều hợp lý. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.